Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Tôi nhớ có ngày tại bên Nga, trong khi chúng tôi đang chuẩn bị vào nhóm thì bỗng nhiên lực lượng Amon đến tấn công cái ốp Toji, nơi trung tâm thương mại tại vùng nam của Moscow. Và khi Amon vào thì tất cả cửa hàng phải đóng kín cửa hết, và dường như vườn không nhà trống vậy. Thật ra tất cả chúng tôi đều đóng kín cửa và không thở bên trong nữa cơ, vì lục đục bên trong là lập tức nó phá cửa bước vào. Và nhóm tế bào gần 10 người đang ngồi, mà giờ nhóm đã tới rồi. Chúng tôi thì thắp đúng một ngọn nến lên, tắt hết điện bên ngoài hành lang, tắt hết điện bên trong cũng vậy. Và có một người thì thầm vào tai tôi, chị trưởng nhóm, nói rằng: "Mục sư ơi, bây giờ phải làm sao?" Tôi bảo: "Tiếp tục nhóm." Chị bảo: "Ầm ầm là bên ngoài đập cửa vào ngay." Bảo: "Thế bây giờ hát kiểu gì?" Tôi nói rằng: "Mọi người có nhìn thấy tôi không?" Đấy là nói nhỏ nhỏ đấy, chứ không phải nói to to như thầy đâu. Bảo: "Nhìn thấy." Tôi gần cái ngọn nến hơn. "Tôi làm thế nào? Hãy làm theo như vậy. Mọi người biết bài này ngày hôm nay không?" Mọi người đã bảo biết, nhưng mà không nhớ lời. Bảo: "Thế đàn kiểu gì?" "Không sao, nhìn tôi mà làm theo." Rồi tôi nói: vỗ tay theo nhịp, miệng há ra nhưng không phát ra âm thanh. Và gần 10 người cũng miệng giống hệt nhau, thành cùng một nhịp hát bài này ngày hôm nay đấy. Amon không nghe thấy, lực lượng đánh nhanh thánh nhanh chống tội phạm ở ngoài kia không nghe thấy tiếng. Nhưng mà Chúa của tôi và đấng yêu thương những con người đang bị chèn ép đó nghe được tiếng mà con dân của Ngài hát. Amen. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Sự cố xảy ra trong ban tuân linh vừa rồi, bạn có hai cách nhìn. Cách nhìn thứ nhất: "Ồ, bọn này đuổi thế. Tôi đến đây mà đạn xong rồi tắt tịt kia, bọn đuổi." Đó là một cách nhìn. Còn một cách nhìn thứ hai, và tôi khuyên bạn hãy chọn cách nhìn thứ hai. Vì cuộc đời của bạn đi hướng nào phụ thuộc vào tầm nhìn của bạn. Bạn nhìn luôn soi mói, bạn nhìn luôn tiêu cực, thì cuộc đời của bạn sẽ tới sự soi mói và tới tiêu cực. Bạn nhìn với thái độ: "Wow, cái nhóm người này cả một tuần dự trại tại Halle, vất vả, mệt lả, trông tơi tả, thế mà đến ngày hôm nay vẫn tới đây để chuẩn bị ít ra được một bài hát cho chúng tôi hát ca ngợi Chúa." Bạn có thể nhìn họ với con mắt như vậy. Họ mệt, nhưng vì chúng ta. Tôi vừa rồi bị có nhiều người khiển trách tại Halle, nói rằng tại sao ngày Chủ nhật buổi sáng lại về đây nhóm với Berlin. Tôi nói với họ rằng: "Xin thưa, hội thánh của chúng tôi chỉ có gần 70 người đăng ký đi dự trại thôi vì hoàn cảnh. Còn hơn một nửa, gấp đôi, 120 con người khác, cả vợ con của họ không đi dự trại được. Ngày Chủ nhật họ sẽ nhóm ở đâu?" Thật ra tối ngày hôm đó tôi đã phóng về. Nhiều người nói rằng tôi nhớ vợ, đó là một phần. Nhưng để sáng ngày hôm sau tôi nhóm với những con người mà không tới được dự kỳ trại, mất một kỳ trại, không đánh giá được họ xuống hỏa ngục hay là không yêu mến Chúa. Hãy lắng nghe tôi nói, có rất nhiều người có con mòn mà phải chuyển từ khách sạn này sang khách sạn khác. Họ không đủ sức bế 3-4 đứa con, sức làm sao nổi đấy, chưa kể họ nhận hát phí chỉ có người đấy tiền thôi, mà nộp tiền trại làm sao đủ nổi. Mặc dù hội thánh của chúng ta đã phải trích một khoản tiền để giúp đỡ nhiều người đi dự trại, nhưng không thể giúp hết được mọi người. Thầy ra hãy hiểu được tại sao có nhiều người không đến dự trại được. Tốt nhất đừng xét đoán, mà hãy tới hỏi họ: "Tôi có thể giúp được bạn điều gì?" Amen. Amen anh chị em. Hallelujah. Tôi có một cốc nước tại đây, có một cốc nước mà người khác đang không có, nhưng tôi có thể nhìn nó với hai cách nhìn. Một, trách chị Thủy, người mà rót nước cho tôi, rót mà không rót đầy được à, mà lại vơi vơi thế này, đúng là ăn ở không như bát nước đầy, đồ tồi. Nhưng một mặt khác, bạn có thể nói: "Bao nhiêu người ngồi tại đây họ không được cốc nước, mà tôi lại được chị rót cho một cốc nước. Cảm ơn chị." Yeah. Cuộc sống của chúng ta đẹp biết bao nhiêu khi bạn sống với bởi lòng biết ơn. Tôi lái xe đi ô tô chở vợ con tới buổi nhóm. Đi qua cái con đường mà đang sửa ngoài này, bỗng nhiên tôi nhớ đến thầy của tôi. Mặc dù cậu kém tôi gần 10 tuổi, người Nga, thầy dạy lái xe. Tôi nói với vợ và con tôi rằng: "Cảm ơn Sergei." Con tôi bảo: "Tại sao lại cảm ơn Sergei?" Vợ tôi giải thích: "Con ạ, Sergei không phải là người trong hội thánh này, mà Sergei là thầy dạy lái xe của ba của con."
cảm ơn Sergei. Và tôi nói với con tôi rằng, con à, nếu không nhờ con người đó thì ba không có bằng lái xe bây giờ. Bạn tại sao không sống bởi lòng biết ơn? Tôi mỗi khi nhìn nhận lại trong cuộc đời của tôi, cả một cuộc đời của tôi, biết bao nhiêu mảnh ghép của những cuộc đời khác, tôi được như ngày hôm nay, biết bao những con người đã hy sinh thầm lặng, trong đó có mẹ của tôi đẻ ra tôi, trong đó có mẹ nuôi của tôi đã làm chứng cho tôi về Chúa Giêsu, để một hùng trắng sống tạm bợ, sống lang hoang đà ngày xưa đã trở thành mục sư Trần Mạnh Hùng như bây giờ. Tôi cảm ơn Chúa và người vợ đã từng góp thẳng ý cho tôi biết, vì con người của tôi nhiều khi bay lơ lửng lắm. Nó giảng là một bài giảng ngày hội thánh mà bao nhiêu phép lạ xảy ra là về nhà là bay trên mây đấy, không còn quan tâm gì tới con đâu. Và mỗi một lần như vậy, vợ tôi lại nói: anh ơi, hãy hạ cánh anh ạ, bên cạnh anh còn vợ còn con nữa, trách nhiệm của một người chồng người cha anh ạ, anh không thể bay lơ lửng trên mây suốt tuần được đâu anh. Và cảm ơn Chúa, nhờ vợ của tôi mà máy bay của tôi nó không bị rơi bởi hết xăng. Thanh Hóa có một câu hát ấy, hay dô trên đất này có cụ già bắn rơi máy bay, nhưng mà thực ra lại hết xăng chứ không phải họ bắn rơi. Máy bay Mỹ bay ra Hà Nội thả bom xong không còn đủ xăng để bay về nữa, và dọc đường đến Thanh Hóa bị rơi. Tất nhiên không nói xấu người Thanh Hóa nha. Đây là chuyện tiếu lâm. Vì vậy cho nên hãy nhớ học cách biết ơn. Amen. Học cách biết ơn. Amen. Tấm bằng của tôi khi đến trại, tôi khoe cho mọi người, dán chiếc bụng đi khoe đấy, bằng này ai bảo tôi không lái xe được. Tôi dường như nhìn thấy nó không phải tôi khoe vì tôi có cái bằng, mà tôi khoe bởi vì cái bằng của tôi biết bao nhiêu con người đã dính với cái mảng bằng này. Sự cầu thay của họ, sự dâng hiến sức lực của họ, dâng hiến tiền bạc của họ, sự ước ao của họ để mà tôi thêm đôi chân. Và buổi chiều ngày hôm nay kết thúc buổi nhóm, tôi lại chở vợ tôi và con tôi đi truyền giảng, không phải đi u lọp nhá. Đi truyền giảng sang tận Thụy Sĩ tới con của nhà ông bà Vượng Chiến 1000 cây. Vì sao? Bởi vì đã có những con người họ đứng ở trong cái mảnh bằng lái xe này của tôi. Tôi nói như vậy để tạo cho anh chị em hiểu được rằng sự biết ơn nó quan trọng như thế nào, anh chị em. Nó quan trọng như thế nào thay vào những lời phán xét. Amen. Amen. Hãy quay sang người lân cận, ít ra nói với người ngồi bên cạnh bạn rằng: tôi cảm ơn bạn vì có bạn ngồi bên cạnh tôi. Tôi vừa rồi đọc một quyển sách. Tôi kêu gọi anh chị em hãy đọc sách, đừng đọc bậy bạ, nhưng hãy chọn những quyển sách thật là hay mà để mà đọc. Tôi vừa đọc một quyển sách về đội quân, nói về lịch sử của Israel. Ở đó họ nói rằng quân đội Israel là một quân đội duy nhất trên thế giới này đặc biệt khác với những quân đội khác. Họ vâng phục người lãnh đạo trên, nhưng mà lại vâng phục bởi tình nguyện. Họ được quyền tự quyết trong những hoàn cảnh cụ thể. Nếu như người sĩ quan nói rằng đánh kiểu này, mà họ ở trong thực tế họ nhìn thấy cần phải cải tiến, họ có quyền góp ý lại với người trên nói đánh kiểu này hay hơn, đánh kiểu này tốt hơn. Và người lãnh đạo tại nơi đó luôn luôn biết lắng nghe ý kiến và tổng hợp lại những điều hay và có kết quả. Bạn ơi, sau khi đọc lại quyển sách đó vài ba lần, tôi suy ngẫm thấy bạn và tôi được Chúa ban cho một quà tặng vô cùng quý giá. Quà tặng đó là sự tự do trong tư duy của bạn. Tôi nói với Chúa rằng: xin Chúa, con hứa với Ngài, với sự giúp đỡ của Ngài, con sẽ không bao giờ lạm dụng để ép buộc một con người nào, bẻ gãy ý muốn tự do của họ. Con sẽ bắt chiếc Ngài, kể cả thiên đàng và địa ngục tuyệt vời như vậy, mà Chúa không ép bạn phải lên thiên đàng và không cấm bạn xuống địa ngục. Bạn được quyền lựa chọn tới đây hoặc là bỏ đi. Bạn được quyền lựa chọn sống với Chúa hay không sống với Chúa. Bạn ơi, tôi mới hiểu ra một điều: sự tự do lựa chọn là một quà tặng, không những chỉ là một quà tặng, là một mỏ khoáng sản vô cùng quý giá trong mỗi một con người tại đây. Bởi vì nếu như bạn được tự do lựa chọn, bạn sẽ bộc lộ hết tiềm năng vốn có từ trong lòng của bạn. Bạn chê trách, nói rằng: mục sư ơi, tôi không có ơn làm tiến sĩ giáo sư như người khác. Nếu như bạn có ơn nấu ăn mà lại được tự do suy nghĩ, bạn có thể nổi tiếng bằng ông bầu hoặc là giám đốc của đội bóng Bayern München. Ông là một người mà chuyên môn làm bockwurst. Mọi người hiểu không ạ? Bởi vậy cho nên không có một nghề nào là một nghề hèn hạ. Không có một sở thích nào của bạn mà không tạo ra sản phẩm cho xã hội này. Hỡi các con thanh thiếu niên,
hay suy ngẫm, hay nhiều khi các con phải để ý các con đang nghĩ gì, các con phải suy xét xem các con đang thích gì. Hãy suy xét bên trong của mình, các con là một tạo vật vô giá, không hề copy giống như cha mẹ các con. Hãy thực sự đeo đuổi điều mà lòng các con ước ao và ham thích, dù đó là quét rác hay đạp xích lô. Nhưng nếu thực sự các con đầu tư cho đạp xích lô, các con có thể trở thành triệu phú đạp xích lô. Mọi người có biết ông triệu phú đạp xích lô phố cổ Hà Nội không? Bởi vậy cho nên đừng bao giờ chê bất cứ một nghề nào. Quan trọng tự do trong tư tưởng. Amen. Hãy quay sang người lân cận nói rằng tự do trong suy nghĩ quan trọng. Amen. Kỳ trại vừa rồi rất là đặc biệt. Mục sư Samson đã đến chia rẽ cho gần 500-600 con người tại Halle. Biết được nguyên tắc làm sao để bạn không phải vất vả tất tả. Tất nhiên cần cù là một đức tính rất là tốt. Nhưng hãy nhớ một điều, nếu chỉ cần cù thôi, bạn và tôi không thể giàu có được. Nếu chỉ, hãy lắng nghe đừng bỏ từ chỉ nhá. Nếu chỉ cần cù thôi, thì chúng ta chỉ là người làm công không cho một ông chủ, mà kết quả mang tới cho ông chủ tốt. Tôi nói như vậy không phải khiến cho bạn không còn cần cù để phục vụ ông chủ của mình nữa. Nhưng tôi muốn nói với bạn biết rằng cần cù chỉ là một bước để bạn tập luyện tính cách bền bỉ, kiên trì và không thất bại, không đầu hàng. Nhưng bạn cần thêm sự khôn ngoan, bạn cần thêm sự tỏ ra những ý tưởng mới tới với bạn. Và cùng với sự cần cù bền bỉ, bạn sẽ trở thành kẻ được phước và giàu có. Còn cần cù chỉ bởi nó không khiến tôi và bạn giàu có được. Hỡi con cái Đức Chúa Trời, hãy nhớ một điều, Chúa và lời của bạn nói ra miệng sẽ phục vụ bạn. Bạn ơi, biết bao nhiêu những hậu quả mà bạn và tôi gánh chịu là bởi lời chúng ta đã bung ra. Hãy nhớ một điều, lời của bạn là một vũ khí vô cùng lợi hại. Nó có thể mang bạn, mang tới cho bạn chiến thắng, nhưng chính nó có thể giết chết bạn. Kẻ thù ở xung quanh tôi và bạn không làm cho bạn bị ảnh hưởng gì hết, miễn là miệng của bạn đừng hiệp với kẻ thù để nói những điều mà họ đã bắn bạn. Ma quỷ luôn chờ đợi từ miệng bạn những lời tiêu cực. Nó gồm tóm lại để chế thành một quả bom tự sát. Và nó mang quả bom tới nổ ngay ở trong nhà của bạn. Và bạn nghĩ rằng đó là hàng xóm mang tới. Nhưng sự thật, miệng của tôi và bạn đã mang hậu họa tới. Có một câu kinh thánh đặc biệt dành cho bạn và tôi ngày hôm nay trong sách Châm Ngôn đoạn 18. Và ngày hôm nay tôi muốn kêu gọi các bậc phụ huynh, cha mẹ, những người có quyền và trách nhiệm trên những con người khác, hãy cẩn thận những lời nói của mình. Bạn có thể ngồi chỉ cho họ biết những cái sai, bạn có thể ngồi chỉnh cho họ và sửa trị họ, nhưng hãy nhớ lời của bạn rất là quan trọng. Sách Châm Ngôn đoạn 18. Hỡi những con người đang ngồi ở tại đây, bạn đang tìm những nguyên tắc thành công à? Bạn đang đọc nhiều quyển sách nói về sự thành công à? Bạn ơi, thành công hay thất bại không ở đâu xa, nó nằm ngay ở trong miệng của bạn vậy. Nó nằm ở ngay trong miệng của bạn. Lời Chúa nói, Châm Ngôn 18 câu số 20-21, nếu bạn có kinh thánh cùng tôi giờ. Lời Chúa nói như sau: bụng người sẽ được no nê bồng trái của miệng mình, huế lợi của môi miệng mình sẽ làm cho người no đủ. Sống chết ở nơi quyền của cái lưỡi, kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó. Tôi muốn nói với những người đang xem chương trình truyền hình, và nếu như bạn xem lại băng giảng này, bạn đang ngồi tại chỗ của bạn, có thể bạn ở bên Mỹ hoặc nhiều nơi khác, bạn đang đặt câu hỏi tại sao bạn thất bại, tại sao hôn nhân của bạn luôn có nguy cơ bị đổ vỡ, con cái bất tuân, và bất cứ việc gì bạn làm đều thất bại. Câu kinh thánh vừa rồi bạn được nghe, mà bây giờ tôi muốn đọc lại cho bạn cùng với những người tại Berlin này, để hiểu nguyên tắc thành công không phải nằm ở chỗ nào khác. Nguyên tắc thành công không phải tại Mỹ, tại Nhật hay tại Đức. Nguyên tắc thành công không phải nhờ bố mình làm giám đốc hay là nhờ ông mình làm triệu phú. Nguyên tắc thành công nằm ở cái lưỡi của bạn. Lời Chúa nói rằng bụng của bạn và tôi sẽ được no nê bông trái của miệng mình, huế lời môi miệng của mình sẽ làm cho người no đủ. Sống chết
sống chết ở nơi quyền của cái lưỡi. Bạn ơi, sống chết không phải bởi ai đó quyết định trên đời sống của bạn. Sống chết không phải nước Trung Quốc quyết định sống chết của Việt Nam. Biển Đông không thay đổi bởi Trung Quốc, mà Biển Đông thay đổi bởi lời của tôi và bạn. Mọi người hiểu không ạ? Sống chết nằm ở quyền cái lưỡi của mình thế này. Biết bao nhiêu con người bị phạt vạ, bị chém chết chỉ bởi cái miệng nói lung tung. Biết bao nhiêu con người phải phá gia truy tử chỉ vì lời ở miệng của mình thôi. Bạn nói rằng như vậy mục sư, từ nay trở đi tôi không được quyền mắng con tôi sao? Tại sao lại không được quyền mắng? Nhưng bạn mắng như thế nào mới là điều bạn cần phải biết. Con bạn có bẩn, có bầy bượn lung tung trong nhà, bạn đừng nói với con của bạn rằng đồ ngu như lợn. Tại sao lại có câu như lợn ở đây? Bạn có thể mắng con của bạn rằng con ơi, nhà mình sạch sẽ, con là đứa sạch sẽ, tại sao lại luộm thuộm thế này? Còn bạn mang tới cho bạn điểm 6, toán, hay lý, hay hóa, hay bất kỳ môn gì về, điểm 5, bạn nói rằng, bố mẹ mày học giỏi như vậy mà mày ngu thế à, đồ con lợn. Tại sao lại nói đồ con lợn? Nó đẻ từ ai ra? Nếu nó là lợn thì bố lợn là ai? Mẹ lợn là ai? Tại sao bạn tự rủa sả chính bạn như vậy? Bạn có thể nói rằng con ơi, cái gen của bố mẹ là gen thông minh. Như vậy ở trong con là thông minh. Mà kẻ thông minh thì cần con chú ý một chút là bài toán này không thể giải như vậy được. Mọi người hiểu không? Thay vào chỗ rủa sả con mình, bạn có thể ngồi với con của mình tâm sự và nói với nó vì sao con lại có thể trớ trêu làm sai như vậy được. Giữa sự nóng giận và sự phạm tội chỉ có một ranh giới. Bạn nóng giận khi chưa phạm tội, khi bạn nóng giận bởi kẻ đó làm việc sai, bạn hãy giải quyết công việc đó, nhưng đừng sỉ nhục họ. Khi bạn sỉ nhục danh dự của người khác, bạn hạ thấp giá trị của người đó, thì bạn đang phạm tội. Bạn có thể khiển trách kỷ luật con người đó bởi công việc, nhưng giá trị cá nhân của con người đó đừng động vào. Bạn đừng nói ra đồ thần kinh. Bạn có thể nói rằng anh làm hỏng việc này, anh không được làm việc này nữa, nhưng đừng nói rằng chỉ có thần kinh mới làm như vậy. Tại sao? Đấy là bạn phạm tội rồi, vì bạn sỉ nhục người khác. Bạn đừng nói đồ ngu mới làm thế này. Chúa nói kẻ nào nói anh em mình là đồ điên, đồ ngu thì lửa địa ngục hình phạt kẻ đó. Mọi người hiểu tôi đang nói gì không ạ? Hãy giữ mình. Người ta nói rằng cái khó khăn không phải ở ngoại cảnh, cái khó khăn là chính bạn. Khó khăn là quả núi mà con người của bạn cần phải vượt qua. Tại sao có sự nóng giận? Tại sao có sự đổ vỡ trong gia đình? Chỉ đơn giản, bạn đã không vượt qua chính bạn. Bạn đổ thừa cho người ngẫu phối của bạn, bạn đổ thừa cho vợ và chồng con cái của bạn đã làm ra nguyên nhân này. Nhưng thực ra mà nói, bạn đã không vượt qua chính bạn. Hãy quay sang người lân cận nói rằng, tôi hiểu nguyên nhân thất bại từ đâu rồi. Sống chết ở nơi quyền của cái lưỡi. Kẻ ái mộ cái lưỡi sẽ ăn bông trái của nó. Bạn ơi, biết bao nhiêu con người vào viện chỉnh hình, sửa lại cái mắt. Bây giờ các cô gái Triều Tiên mắt giống hệt nhau. Ngày xưa mỗi người một kiểu, mắt tí hí, mắt lươn. Bây giờ cô gái Hàn Quốc nào cũng giống hệt nhau. Bạn thử xem lại ảnh mà xem, cô nào cũng giống nhau. Bởi vì thẩm mỹ viện thì có một mẫu mắt y chang như vậy thôi. Cảm ơn Chúa vì vợ của bạn không giống hệt người ngồi bên cạnh. Vì giống hệt như vậy là tai nạn đấy. Bạn biết chiều ai bây giờ khi cả trăm người giống hệt nhau? Lời Chúa nói, hãy ái mộ cái lưỡi của người ta. Cố gắng tập thể hình, người ta cố gắng cho bụng bớt béo, người ta nhuộm lại tóc, sửa lại mắt, nâng cái mũi, xăm cái môi, bẻ cái tai, làm cái móng. Tôi không chê nhá, đừng nói là tôi chê, nhưng hãy lắng nghe này. Có ít người xem lại cái lưỡi của mình. Dường như móng tay không làm cho bạn mất giá trị, cái tóc của bạn bạc không làm cho bạn giảm cái đẹp, vì cũng có loại đẹp lão. Tôi thấy có một bà 70 mặc một cái váy ngắn cũng cỡn của một cô thiếu niên màu đỏ, đi guốc đỏ. Tôi bảo vợ tôi, em nhìn kìa, trông nó không giống với cái tóc bạc hoa dâm, mà cái đùi cái chân ấy thì nhăn nheo.
Lão có cái đẹp của lão. Mọi người hiểu không ạ? Mọi người chê đầu tôi không có tóc à? Tôi hói có cái đẹp của hói chứ đâu có chê. Người ta nói rằng tôi có loại thuốc để làm cho tóc mục sư mọc ra. Tôi bảo không, tôi không muốn mất thương hiệu. Bạn ơi, lời Chúa nói hãy cẩn thận cái lưỡi của mình. Bạn đã lần nào yêu lưỡi của mình chưa? Hay là cứ thoải mái phóng lời tứ tung, muốn đến đâu thì đến, rồi cuối cùng hối hận? Cái đó là bạn không yêu lưỡi của mình. Yêu lưỡi có nghĩa là bạn cẩn thận khi bạn hứa nguyện với một ai đó. Yêu lưỡi có nghĩa là bạn cẩn thận với lời nói ra khỏi miệng của bạn, đừng phóng một cách bừa bãi. Có một người phụ nữ ở bên Nga đến gặp tôi và nói rằng: mục sư ơi, từ nhỏ tính tôi nóng lắm, tôi đập phá như đàn ông vậy, mục sư có thể có cách gì đó giúp tôi? Từ khi tôi tin Chúa được 6 tháng tôi thấy thay đổi, nhưng tính nóng không thay đổi. Tôi nói rằng ok, trước mặt vợ tôi nữa, tôi nói với chị rằng hãy về nhà sắm cho tôi một cái thớt thật to, mỗi một lần chị nóng giận hãy đóng một cái đinh vào cái thớt đó, và mỗi một tuần gặp nhau trong hội thánh báo cáo lại cho tôi bao nhiêu cái đinh đã đóng trên thớt. Và chị đóng liên tục như vậy không biết bao nhiêu thời gian, và bỗng nhiên một ngày chị nói rằng: mục sư ơi, dường như trong ngày hôm qua tôi chưa đóng một cái đinh nào. Tôi nói rằng ok, nếu như chỉ một ngày hoặc là một lần nào đó nóng mà chị không còn nóng chị kim được, hãy nhổ ra khỏi đó 10 cái đinh. Mỗi lần không nóng mà đáng lý ra là nóng, mà bây giờ kim được không nóng, nhổ ra 10 cái đinh, và khi nào hết đinh ở thớt đó vác cái thớt đến cho tôi. Chị làm đâu đó khoảng một tháng sau, chị vác cái thớt tới nói rằng: mục sư, chiến thắng, tôi đã không còn một cái đinh nào ở thớt này nữa. Tôi cầm cái thớt đó trước mặt vợ tôi nói: chị ạ, bất cứ một cơn nóng nào ra từ miệng của mình sau này có thể hàn gắn được, rút đinh ra, nhưng trên thớt luôn luôn vẫn còn lỗ. Bất cứ một vết thương nào nó có thể trở thành sẹo, nhưng hãy nhớ một điều, sẹo vẫn còn. Mời ông cản lên phía trên này được không? Có nhiều bà vợ và ông chồng nói rằng: thông cảm, lúc nào mà em nóng em cứ phạm thoải mái. Cơ thể của ông cẩn nhìn này, của cụ ở đấy nhột chưa? Vì sao? Bởi vì nách của ông không có sẹo. Hôn nhân của bạn cứ nói một cách thoải mái. Tất nhiên ông chồng tha thứ, nhưng tôi muốn bật mí cho các chị ngồi tại đây biết một bí mật rằng đàn ông chúng tôi cũng dễ tổn thương lắm, chứ không phải cục đất đâu. Bạn đã bao giờ thấy đàn ông khóc chưa? Hay vào Facebook đọc lại bài viết của tôi, đàn ông khóc. Không phải là bạn đe con bạn đàn ông mà khóc, đồ đàn bà, cấm được khóc, đàn ông không được khóc. Xin lỗi bạn, đừng có cấm con của mình. Nếu bạn cấm nó thì nó trở thành vô cảm. Nó không bao giờ biết buồn khi bạn buồn, là mẹ của nó đấy. Nó không bao giờ đồng cảm khi vợ của nó sau này đau khổ. Nó sẽ bỏ ngơ và ích kỷ với bản thân của nó. Hãy để cho con của mình cảm nhận nỗi đau của người khác nữa. Anh cần vì sao lại nhột như vậy? Bởi vì nách của ông ấy không bị sẹo. Nếu hôn nhân của bạn cứ phang nhau một cách thoải mái, có thể ngồi lại tha thứ, nhưng cả cơ thể hôn nhân của bạn toàn sẹo. Và khi sẹo rồi có thắp nến thì nó cũng trơ như bò vậy. Mọi người hiểu không? Có tặng hoa thì cái cơ thể hôn nhân đó nó dày giống như da bò vậy. Nó không còn cảm nhận được cái hay, cái mơn trớn của tình yêu lãng mạn nữa. Mời anh về chỗ. Bởi vì chúng anh chị em hãy cẩn thận lời nói của mình. Tôi cẩn thận từ ngày đầu khi cưới vợ vậy. Tôi cẩn thận khi tiếp xúc với mỗi một con người tại đây. Lời của bạn mang tới sống hay mang tới sự chết, mang được quyền khiển trách, chỉ cho họ biết điều sai, kỳ vật họ. Nhưng hãy nhớ một điều, hãy nghiêm túc với tính cách của mình, đừng sỉ nhục và đừng đổ cái sự bực tức căm ghét của mình trên con người đó. Amen. Hãy quay sang người lân cận nói rằng: cẩn thận miệng lưỡi của mình. Một cô gái luật sư hay là một người phụ nữ luật sư tại Siberia là một chánh án tòa án tin Chúa trong hội thánh đến gặp vị mục sư nọ. Tôi không muốn nói tên của ai. Cô nói rằng: mục sư ơi, tôi đã tin Chúa mấy năm, tôi đang muốn lấy chồng nhưng không dám lấy. Mục sư hỏi: chị có yêu anh ta không? Rất là yêu. Nhưng tại sao không dám lấy? Tôi sợ. Và khi ngồi nói chuyện thì người phụ nữ này kể lại câu chuyện của cô ta như sau, hay lắng nghe hơn những người làm chồng. Người phụ nữ này chỉ chuyên bản sách học, thành ra cô rất giỏi về luật, là một thẩm phán và luôn luôn trên con đường công danh thẳng tiến, không có chỗ lùi, dường như luôn thành công.
nhưng có một nỗi đau của cô, đó là thất bại trong gia đình. Cô không biết nấu ăn. Lấy được một người bạn đồng cùng học đại học, và cô nấu ăn. Và mỗi một lần nấu ăn, anh chàng này lại kiểu cách chê đủ thứ. Sao mà nhạt thế này, sao mà không bằng mẹ anh, thế này, thế kia, thế này, thế kia. Và luôn luôn những lời rủa xả cô đoảng quá. Đàn ông, tất nhiên chúng ta, con đường tới trái tim qua cái dạ dày, chúng ta thích ăn ngon lắm, nhưng hãy cẩn thận. Đừng vì miếng ăn ngon mà đánh mất vợ của bạn. Có nhiều khi chỉ vì cái lỗi đó mà bạn đưa ra rủa xả vợ của mình. Và vì nhiều lần quá, cô kể rằng mỗi lần vào bếp, bắt đầu cô run rồi. Chưa cần biết kết quả mâm cơm ra làm sao, đã sợ nấu ăn rồi. Xong rồi, không biết là hôm nay nóng cỡ mấy đây, chửi kiểu gì đây. Và bắt đầu run rẩy thì bao giờ bạn sợ cái gì, bạn đợi cái gì, bạn nói ra cái gì thì điều đó xảy ra với bạn. Lại chửi, lại mắng. Và cái đó ảnh hưởng tới sinh lý. Không phải chỉ ảnh hưởng tới bếp nấu nhá, hỡi những người làm chồng. Khi bạn rủa xả vợ của bạn, nó không ảnh hưởng chỉ ở trong lĩnh vực đó đâu, mà ảnh hưởng trên giường chiếu luôn đó. Người ta nói đàn ông chỉ cần 3 phút khởi động là vào cuộc ngay. Còn đàn bà muốn sinh hoạt tình dục với vợ, tôi phải khởi động từ sáng sớm. Cái máy của người vợ đó là cái bàn là. Nó chậm lắm, chậm nóng và chậm tắt. Thành ra chúng ta cần phải hiểu điều đó. Nếu không, chính chúng ta gặt hái thất bại trong hôn nhân. Run sợ. Và trên giường chiếu cả hai người không đạt được điều cần. Họ dần dần lãnh đạm với nhau hơn và chia tay. Lấy người chồng thứ hai. Anh này không hề chê bai đồ ăn, nhưng sự sợ hãi vẫn tiếp tục tấn công cô ấy. Cô không kể cho chồng nghe, và chồng cũng không biết về vấn đề đó, và tiếp tục lại nan đề giường chiếu. Họ lại chia tay. Rồi tới một ngày cô tin Chúa trong hội thánh, cuộc sống cô được thay đổi và gặp anh chàng thứ ba này. Nhưng sợ không dám lấy, bởi vì kết quả của hai lần đậu phải cành cụt. Chim rất sợ đậu phải cành cụt. Nó đã bị ngã một lần, cho nên cả cuộc đời của nó sợ đỗ lên cành cây gãy. Nhưng vị mục sư này đã giúp cho cô ấy hiểu lời rủa xả và chúc phước. Họ đã thâu tóm lại tất cả những lời rủa xả đó và công bố ra miệng của mình: tôi từ chối những lời rủa xả đó. Và bắt đầu ông cầu nguyện sự chúc phước trên tay nấu ăn. Bạn ơi, lắng nghe tôi nói, câu chuyện đó đó đã giúp cho vợ chồng tôi đó anh chị em. Vợ tôi, bạn nghe câu chuyện đánh đá chưa? Bạn đã nghe câu chuyện vợ tôi hỏi anh có thấy em đánh đá chưa? Vợ tôi nhầm từ đảm đang thành đánh đá, vì cô không biết nấu ăn lúc ban đầu. Nếu như không có những thất bại của những người đi trước mà bạn không học, thì có thể tôi cũng rơi vào hoàn cảnh của hôn nhân đó, nói thế này mà đòi nấu à, thế này mà cũng đòi nấu à, là xong đời tôi rồi. Bởi vậy cho nên hãy bắt đầu tập ngày hôm nay. Hãy công bố những lời khen ngợi với vợ của mình, với chồng của mình hơn nữa. Đừng nói đồ cù lần ông chồng này, đồ đầu đất, đồ nông dân. Bạn ơi, hãy thay đổi cách nói của mình. Amen. Sống chết nằm ở quyền của cái lưới. Sống chết nằm ở quyền của cái lưới. Bạn thử một xem. Khi mới sáng dậy mở đầu mở mắt ra, bạn nói ơ hôm nay trời chán quá, hôm nay trời mệt quá, hôm nay thất bại, hôm nay sao mà khi hậu nóng bực thế này chắc là huyết áp lên rồi. Thử xem. Chưa cần nói huyết áp đã lên cao hơn cái gì bạn tưởng tượng rồi. Hãy đừng nói con của mình đồ không nên làm nên trò chống gì. Hãy viết ra giấy của mình cái điều gì bạn muốn nhìn thấy. Hãy tập nói ra miệng của mình. Mọi người hiểu không? Tôi muốn nhìn thấy vợ của tôi theo những cách nhìn của Đức Chúa Trời. Tôi muốn nhìn thấy những anh chị em trong hội thánh này theo cách nhìn của Đức Chúa Trời. Tôi muốn nhìn thấy con của tôi. Tôi muốn nhìn thấy hội thánh của chúng ta. Tôi muốn nhìn thấy tòa nhà. Tôi muốn nhìn thấy lượt những con người từ các góc đất tới hội thánh tại Berlin này. Không thể để cho họ nghĩ người Việt Nam chỉ bán thuốc lá đâu. Tại sao lại không thể thay đổi được nếp nghĩ đó? Tại Nga đã thay đổi được. Ở đây có thể thay đổi được. Amen. Amen anh chị em. Bà có muốn giúp cho cộng đồng chúng ta được thay đổi không? Amen. Nào, hãy bắt đầu thay đổi từ chính chúng ta. Hãy bắt đầu thay đổi từ miệng của tôi và bạn. Cái gì mà bạn nói ra sẽ mang tới cho bạn là con người như vậy. Chưa chắc nói trước đám đông đã là bạn đâu. Nhưng nói trong phòng kín đó mới là bạn. Khi bạn nói một mình đó mới là bạn. Mọi người hiểu không? Khi bạn nói chuyện một mình với mình mới là bạn. Thành ra hãy tập đừng nói chỉ trước đám đông, mà hãy tập nói với chính mình.
Ở trong trại vừa rồi tôi đã kể một câu chuyện bí mật của đời tôi. Vừa rồi chiếc máy bay của Malaysia Airlines bị bắn rơi. Và trong bài báo viết rằng biết bao nhiêu thi thể từ trên trời. Cái làng đó lần đầu tiên trong cuộc đời của họ, và chắc sẽ không bao giờ gặp lại lần thứ hai, họ thấy cơn mưa xác người. Có người đang ngồi ăn, bỗng nhiên nghe bùm, một cái xác người đâm thủng mái nhà, rơi thẳng vào bàn ăn, chỉ còn lại hai cái chân. Người đàn bà đó kể lại như vậy và ảnh chụp một cánh đồng hoa hướng dương đầy chi thể vương vãi. Tôi nhớ khi nhìn thấy cánh đồng người ta chụp hoa hướng dương, nhớ lại hình ảnh đẹp cái đây 22 năm trước, cũng cánh đồng hoa hướng dương tại Ukraine đó, một con người mà mẹ nó xem bói, nó sống chết non, đời nó năm thê 10 thiếp, không làm cái trò trống gì. Tôi tin Chúa Giêsu bị nói lắp và nói ngọng, và tôi muốn truyền giảng danh Chúa Giêsu mà không phát âm được danh của Ngài. Từ giờ không thể phát âm ra cổ họng được. Mà Chúa đã nói rằng ta kêu gọi người đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Sau khi tin Chúa thật, được 3 ngày Chúa gọi tôi sẽ là một mục sư của hội thánh. Chỉ tôi nhìn thấy sân vận động mà tôi không nói được. Một lần lên làm chứng hay giảng mà lắp người ta cười. Bạn ơi, khi bạn muốn làm một điều gì đó mà bạn lại thất bại, người khác cười, thương tổn đau đớn lắm. Tôi đã đi ra ngoài cánh đồng hoa hướng dương tại Ukraine. Tôi không biết bao nhiêu chục ngàn, trăm ngàn bông hoa đó, và tất cả hoa hướng dương đều hướng tới mặt trời. Tôi chọn đúng cái hướng mà tất cả chúng nó, cả triệu bông hoa đó, hướng về một phía, đứng đúng vị trí đó. Tất cả hàng triệu bông hoa hướng dương đều hướng về phía mặt trời, mà tôi lại đứng cùng chiều. Có nghĩa là nó đang hướng về tôi. Những cơn gió thổi có thể hướng này hướng kia, nhưng miễn rằng mặt chúng mày hướng về tao. Bắt đầu tôi giảng. Giảng cái gì mà trong lòng tôi có? Tôi la, tôi hét, tôi nói lắp, giảng đỏ mặt, nhưng hoa hướng dương không cười. Tôi tập giảng ngày này lại ngày hôm sau. Bạn ơi, khải tượng của tôi nhìn thấy chúng nó là khuôn mặt của những con người. Bạn nói rằng sự chữa lành nó đến nhanh à? Không. 4 năm sau, tôi mới được hết hoàn toàn nói lắp và nói ngọng cho tới ngày hôm nay. Bạn đừng đầu hàng dù điểm yếu của bạn. Hãy lắng nghe tôi nói, bắt đầu từ miệng của mình. Vẽ, nói ra điều gì bạn ước ao nhìn thấy bạn. Đừng nhìn thấy một hôn nhân của bạn tan vỡ. Đừng nhìn thấy một con người bất tài đứng bên sau bạn mạnh hơn mọi sự khác. Amen. Mời đứng dậy cầu nguyện. Hãy thu lại tất cả những lời tiêu cực mình đã nói ra miệng của mình. Thu lại những lời đó nói về bản thân và nói về người khác. Một người đàn ông bị một người tín đồ trong hội thánh nói xấu và vu khống. Khi vị mục sư đó nằm trên giường và người tín đồ kia tới xin lỗi, người mục sư này nói: hãy cầm chiếc gối của tôi, trong đó có đựng lông vịt, ra ngoài sân trước gió tung nó ra. Sau khi tung hết xong quay trở lại, anh lấy cái gối có lông vịt tung ra trước gió, sau đó cầm cái vải gối đó vào cho vị mục sư. Mục sư nói rằng: hãy lắng nghe này, hãy đi ra ngoài nhặt lại tất cả lông vịt trở lại cái gối này. Ông nói rằng: không thể. Mục sư nói: đúng, anh không thể làm lại được nữa. Hãy nhớ, tất cả những lời nói của mình ra miệng, gió thổi đẩy đi chỗ khác, bạn không thu lại được nữa. Bởi vậy cho nên hãy cẩn thận bắt đầu từ bây giờ. Nếu bạn đã phạm rồi, đừng có buồn, coi như đó là bài học đau đớn trong cuộc đời của bạn. Chỉ đơn giản, hãy thu lại nó. Hãy nói: trong danh Chúa Giêsu Christ, tôi nói xấu về người này, trong danh Giêsu quỷ phá. Và nếu được, hãy gặp lại những kẻ mà bạn đã nói những thông tin bậy bạ đó, rút lại lời. Mọi người hiểu không? Bạn nói: tại sao tôi không được phước? Chỉ đơn giản, cái vũ khí hủy diệt của ninja đó ra khỏi miệng bạn, quay và bạn bị hại bởi nó, chỉ còn là thời gian thôi. Còn chắc chắn bạn sẽ bị hại, người kia bị hại,
và bạn cũng bị hại. Vũ khí từ miệng của bạn giống như vũ khí hủy diệt vậy, nó còn mạnh hơn cả dịch bệnh Ebola bây giờ tại Tây Phi vậy. Bởi vậy cho nên anh chị em, điều đầu tiên trước khi cầu nguyện và dự tiệc thánh ngày hôm nay, tôi muốn bạn hãy nói với Chúa rằng hãy giúp con thu lại và hủy phá những lời tiêu cực đó. Điều thứ hai, bắt đầu nói những lời tích cực trên chính mình, trên những con người khác. Amen. Hãy lắng nghe này, bất cứ con người nào tiêu cực thì nghe giọng của họ biết ngay tiêu cực, và cuộc đời của họ cũng sẽ gặt những tiêu cực đó. Bạn và tôi hãy làm quyết định hôm nay, chúng tôi không phải là những người tiêu cực. Amen. Hãy tập nói lời của Đức Chúa Trời. Hãy biết ơn những con người đã ít nhất làm một điều gì đó tốt cho bạn. Và khi bạn cảm ơn, tạ ơn, đừng môi miệng, tấm lòng của mình, bắt đầu bạn thấy vườn hoa hướng dương của bạn, nó sẽ hướng lên mặt trời và nó sẽ tươi tốt. Ở trong đó có những hạt mầm mà đầy sự sức giàu ở trong đó. Nào, hãy đến với Chúa cầu nguyện. Thu lại những lời mình nói, ăn năn, đừng sửa. Bởi vì nó là tội, bạn cần phải ăn năn và sau đó rút lại những lời đó. Còn sửa, không sửa nổi đâu. Hãy ăn năn và nhờ huyết Chúa Giêsu xóa tất cả những điều đó. Ngày hôm nay tôi muốn tất cả mỗi một người tại đây đều được phước. Đều được phước bởi vì sống và chết nằm ở quyền cái lưới của bạn. Những kẻ ái mộ lưới của mình thì được no đủ, no nê bởi bông trái của nó. Bạn ơi, bạn cần phải được dư dật, bạn cần phải được no nê. Hạnh phúc vợ chồng của bạn cần phải được no nê trong ái tình và sự lãng mạn. Gia đình của bạn, con cái cần phải được no nê, thỏa thích với sự bình an, tổ ấm. Nó không bỏ nhà đi bởi vì nó biết được tại nhà của nó bố mẹ nó luôn rêu những lời bình an, và nó muốn trở về nhà. Nó sẽ không bỏ nhà đi, không yêu sớm, nó sẽ không tìm cách chống nghịch lại. Bạn ơi, nó sẽ đến hội thánh và tin nhận Chúa Giêsu. Hỡi con cái Đức Chúa Trời, hãy thay đổi thế giới này, bắt đầu từ thay đổi chính mình. Cha ơi, Chúa con cầu nguyện cho chính mình con đây và anh em Chúa con đang đứng dưới. Chúng con phạm nhiều lời, nhiều cách lắm, có ai tại đây là hoàn thiện đâu. Xin Chúa ngài giúp đỡ mỗi chúng con, hãy rửa sạch môi miệng chúng con như tiên tri Sai nói vậy, dùng huyết của Chúa rửa sạch để môi miệng chúng con không nói những lời tiêu cực. Con cầu nguyện sự ban phước trên những anh em chúng con tại đây, không một ai giận ai đã chót nghe những lời xấu từ người khác. Hãy giữ lòng của mình, và chúng con đã từng nói những lời xấu về người khác, hãy tha thứ tội cho chúng con. Chúng con lập lại mối quan hệ bắt đầu từ ngày hôm nay. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.